Hello, chào các bạn. Hôm nay là ngày ở ngoài trời rất là ấm và hôm nay mình sẽ chia sẻ cái cách mà để trồng tỏi, ươm tỏi như thế nào. Có nhiều bạn thì thắc mắc hỏi mình là cách trồng tỏi, tại vì lúc mới đầu là mình trồng thẳng dưới đất, rồi là mình không có ươm. Rồi thứ hai, cách thứ hai nữa là mình ươm cho ra rễ rất là nhiều rồi mình bỏ xuống cái bỏ xuống đất. Mình trước khi mình làm đất á, là mình ươm 3 4 ngày trước cho nó ra rễ, xong rồi mình làm đất cho nó mịn rồi mình bỏ xuống, là cái khi mà cái cây tỏi nó đã lên lá rồi và có nhiều một cái bộ rễ nó cây chắc, cho nên là nó sẽ lên lên rất là nhanh. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cách đơn giản để ươm tỏi ở trong nhà để cho ra bộ rễ nó chắc nhiều và mau bén rễ dưới đất nha. Thì hôm bữa mình đi chợ thấy bán cái này thì nó lên như thế này nè, rồi nó lên nó hơi hơi, cho nên mình mua nguyên một cái củ như thế này. Và bây giờ mình sẽ đặt ở trong một cái dĩa nước, trong cái dĩa nước sẽ là có nó sẽ ra rễ dưới đây nè, người ta cắt hết rồi và người ta nó mình ngâm là 3 ngày, mình thay nước mỗi ngày là cái củ nó sẽ ra một chùm rễ dưới đây nè, rồi mấy ở trên đây nó sẽ nảy mầm lên. Và bây giờ mình sẽ quay cho các bạn xem là được cái bao nhiêu nước nha. Rồi bây giờ là cái mình lấy một cái dĩa ha, mình đổ nước xăm xắp như nè, đó mình để đừng cho nó nhiều lên quá, nó nhiều lên quá nó sẽ bị úng, nó sẽ bị úng cái tép tỏi. Mình để nước nó vừa vừa thôi, lấp xắp như nè, nó là nó sẽ ra bộ rễ. Mình mua được cái củ này nó lên sẵn nhè, lên sẵn mình mua này 3 ngày rồi mình để trong bọc á, mình nghĩ là chứ chưa có lên ai giờ nó lên quá chừng, cái giờ mình ôm luôn đó các bạn. Để cái đít của nó lại dưới cái mặt nước nha, đó. Các bạn thấy nó ướt không có nhiều không, bây giờ rễ nó là đâm ra này nè, mình ôm từ sáng giờ rễ nó rất là nhanh luôn. Và cái củ này thì bây giờ nó lên cái này nè, đó cái xanh xanh nó mọc lên rồi đó, các bạn thấy không? Đó, rễ bắt đầu nó đâm ra đây nè. Đó. Đó, các bạn thấy rễ nó đâm ra chưa nè. Không có cho là nước nhiều nha các bạn nha. Thì mình không có cho nước nhiều, mình cho nước lâm sắp thôi, rồi mình để trong bóng tối. Cái này mình lên lên cái này mình để quay video là sẽ 3 ngày sau nó ra rễ nhiều rồi các bạn, rồi mình sẽ làm một cái video tiếp theo rồi cho các bạn xem nha. Để cách trồng tỏi rất là dễ nhưng mà mình ăn nguyên năm, mình không có mua ngoài chợ luôn. Rồi, cái tỏi hôm nay là ngày thứ 3 nè các bạn, mỗi ngày mình mỗi thay thay nước nha. Rồi ngày thứ 3 mình lật cái này lên mình xem, đó đã ra rễ nè, là tự nó bung tự nó ấy ra nè. Đây ra rễ chùm chùm luôn nè. Đây, còn cái cây này các bạn thấy ra rễ, bây giờ mình tách ra mình đi trồng được rồi đó, cái này nó tự bung ra luôn, nó ra rễ chùm chùm luôn nè ha. Đó. Nó ra rễ giờ mình trồng xuống là nó mau bén vô đất lắm. Đó, bữa nay là 3 ngày, là bây giờ mình đem ra mình trồng là ok luôn, nó lên cây lên lá luôn rồi nè. Bây giờ mình trồng là đã lên cây rất là nhanh. Mình cái này mình thay nước mỗi ngày, thay nước xong là mình lấy cái bịch ni lông á, là mình cầm lại, là mình lấy cái bịch ni lông là mình cầm lên để cho nó giữ cái hơi ở trong đó, cái tỏi nó không bị khô. Đó, mình lấy bọc mình trùm lại trong cái dĩa, là mình lấy mình bọc trùm lại như này nha các bạn. Đó, lúc nào mình cũng cũng trùm lại như vậy nè, một thay nước mỗi ngày. Giờ mình đem ra mình trồng nhé. Rồi bây giờ chúng ta làm đất mà để trồng tỏi á các bạn, là các bạn nên nhớ là chúng ta làm đất cho nó xốp, độ xốp của nó thật là sâu, tại vì cái củ á, là lúc nào nó cũng ăn sâu dưới lòng đất hết á. Mình lấy cái sạn mình nè, ấn xuống mà độ sâu của nó là vừa múc cái này luôn, là cái củ tỏi rất là to nha các bạn. Đó là một cái kinh nghiệm của mình, làm đất lúc nào cũng tơi xốp mình
mình ấn xuống là nó đầy một cái này luôn, là độ xốp của nó sâu như vậy đó là ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tách ra để chúng ta trồng nha. Đó, củ tỏi hôm nay rất là mầm, rất là mạnh khỏe luôn nè. Trồng xuống là mình tưới là nó phun, nó bung lên liền. Rồi bắt đầu giờ chúng ta sẽ tách ra từng múi chúng ta trồng nha. Các bạn thấy rõ không vậy? Để mình cộng. Bây giờ chúng ta tách ra từng nhánh nè. Nó đã có rễ sẵn rồi đó các bạn, cho nên là nó mọc rất là nhanh. Đó, cái rễ của nó nè, nó đã lên rễ hết rồi. Mỗi nhánh là mỗi lên rễ nè. Mình tách ra từng từng tép mình trồng nha. Một tép mà tỏi như thế này là mai mốt sẽ cho mình một củ đó. Đó, cho nên chúng ta tách ra từng múi. Để chúng ta trồng nha. Nó cách xa khoảng một tấc, không tới một tấc, một cây đó, một tép chúng ta trồng, chúng ta nhấn xuống, ấn xuống cho nó chặt. Cho nó độ sâu, nó cũng sâu sâu nha các bạn nha. Độ sâu xuống khoảng 2-3 lóng tay độ sâu của nó. Rồi trồng xong rồi chúng ta sẽ tưới nó. Đất mình làm rất là xốp luôn. Đã, cái củ này tự này, cái củ này là tự tách ra luôn nè. Đó, các bạn thấy cái rễ của nó không? Để sao cho các bạn xem nha. Này các bạn thấy không? Nó tách ra từng tép nha, một tép như vậy đó là rễ rất là nhiều luôn, rất là khỏe luôn. Cho nên chúng ta là trồng xuống là nó lên rất là nhanh. Nó mỗi tép là nó rễ rất là nhiều luôn nè. Các bạn thấy rõ không vậy? Cái nào mà nó chưa lên cây chúng ta bỏ xuống một khoan, hãy lấp đất lại để không thôi chúng ta không có thấy, rồi chúng ta bỏ xuống một chỗ mà hai tép tỏi. Đó, chúng ta trồng như vậy đó, cách ươm tỏi trong nhà, rồi khi mà tỏi nó ra rễ chúng ta sẽ trồng như thế đó, đó. Tách lên từng tép trồng một tép và cho một củ bự luôn. Là mình trồng là một năm nay là mình không có mua tỏi luôn á các bạn. Một năm rồi đó, mình không có mua tỏi tại vì tỏi ngoài chợ bên mình nó rất là mắc luôn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lắp đất lại nha. Đó.
chúng ta sẽ lắp đặt lại này. Chúng ta bây giờ chúng ta sẽ ủ rơm lên, chúng ta tưới nó. Đó, ok nha các bạn nhé, chúc các bạn thành công nè. Bây giờ cái khâu cuối cùng là chúng ta thu hoạch nha. Mình trồng rồi, bây giờ chúng ta sẽ thu hoạch nè. Thì lắm lúc cũng có cây nó sẽ trổ bông, có lắm lúc thì cái cây nó sẽ không trổ bông. Mình lựa cái cây mà nó chuẩn bị trổ bông rồi mình ăn trước. Còn những cái cây mà không trổ bông á là mình cắt lá ăn ở ngoài, từ ngoài mình ăn vô. Non mướt luôn các bạn ơi. Đó. Mình sẽ nhổ những cây nó sẽ chuẩn bị trổ bông nè. Đó. Nó chuẩn bị trổ bông là ở trên cái ngòi của nó có như vậy nè các bạn. Đó, nó có cái cây nè, nó có cái tim ở giữa nè. Đó, mình sẽ nhổ những cây đó mình ăn trước. Trồng, tưới, chăm thì nó lâu nhưng mà mình nhổ ăn rất là nhanh. Nhưng mà cái cảm giác nhổ rất là thích thú luôn. Đó. Non mướt, non mềm luôn. Quá đã tay. Đó. Cây này cũng chuẩn bị trổ bông luôn, nguyên cái chùm này luôn. Mình nhổ nguyên cái chùm này luôn. Đó. Nó bao nhiêu đây là mình đủ một nồi canh rồi ha các bạn ha. Bên đây cũng trổ bông luôn. Nguyên một nắm. Quá đã. Quá đã luôn. Non mướt mượt luôn. Mướt hơn con gái 18 luôn. Dạ, năm nay cải trổ bông nhiều hơn mỗi năm nè. Trổ bông nhiều hơn mỗi năm á. Nhưng mà mình ăn lần lần. Mình ăn bao nhiêu, mình nhổ bao nhiêu. Đó, mình nhổ như đây nè. Là một nắm đủ một nồi canh rồi. Hoặc là vài cái bánh xèo. Rất là thích luôn nha cả nhà. Đó, cảm giác mà khi mà mình thu hoạch á, rất là mê. Đó, còn những cây kia thì mình ăn từ từ. Từ từ ha. Rồi, mình sẽ quay một vòng cái vườn cho mình xem nhé, cho các bạn xem nha. Rau thơm đầy đủ luôn. Húng cây, húng lũi, tí tô. Và bên đây thì giáp cá. Giáp cá hôm nay là nó lên rần rần luôn. Đó. Bên đây là hành với lại cây... măng tây, măng tây bữa nay nó cao dứt dịu luôn. Đó, mình là thu hoạch rất là nhiều rồi. Đó. Đằng kia nữa kìa, đây là cần nước. Đó. Còn bên đây là củ kiệu. Củ kiệu thì cuối tháng 6 mình sẽ thu hoạch củ rất là nhiều luôn. Xung quanh vườn của mình tham gia tham quan nha các bạn. Đây là tỏi. Tỏi cây lên rất là mập luôn. Đây mình trồng được mấy cây ớt Thái nè. Đây là cà tím. Rau xà lách. Đó, rau cải hôm qua mình cấy là bây giờ mình che nó lại như nè. Đó. Các bạn thấy không? Che rất là tươi luôn nè. Nó không có bị héo. Nắng lắm. À, bên đây là củ kiệu nữa nè. Kiệu mình được hai lãnh nè. Các bạn nào mà muốn được mà chia sẻ giống á, hãy nhắn tin cho mình nha. Mình sẽ để giống cho các bạn. Bên đây là một cái cải xanh, một lãnh cải xanh nữa nè. Đó. Cải xanh nó thích nắng nhưng mà cũng nắng vừa vừa, nắng buổi sáng thôi. Đó, một cái khu vườn nho nhỏ của mình là như vậy đó, có nhiêu đó thôi đó. Còn ở bên kia mình trồng đậu que, đậu đũa. Đó, có đây có mấy cây strawberry nữa nè, đó có trái nè.
có trái nhí nhí nè, trổ bông nữa nè.